Xin kính chào anh chị đang xem video trên kênh Điện thoại Tân Ninh. Ngày hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu anh chị một miếng đất lên đến là 406, không đẹp không ăn tiền nha anh chị. Vị trí lô đất này tọa lạc tại xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nằm gần với tuyến đường lớn liên xã Long Giang Long Phước nằm ở phía ngoài đó anh chị. Nếu mà ra đó quẹo bên phải là về ngay ủy ban dân xã Long Phước nè và về chợ Cao Su. Quẹo bên trái là về ngã tư Đồn, rồi về địa phận của xã Ninh Điền, huyện Châu Thành nha anh chị. Và đất của mình ngày hôm nay tiếp giáp đường đất đỏ vừa mới lên xong, rất là đẹp. Đường này thì xe hơi, xe tải, máy cày chạy thoải mái nha. Và có đường điện dân sinh trước lô đất của mình. Tiếp theo thì Hoàng xin mời anh chị xem được cái hình dạng thửa đất trên cái vệ tinh Google Maps, Hoàng vẽ chính xác vị trí lô đất và chiều dài tương đối của các cạnh diện tích lô đất này. Mặt tiền của đất quay về hướng là chánh tây, bề ngang tiếp giáp đường là 40m anh chị. Hai cạnh dài vào đều là 110m và mặt đất vẫn là 40m như phần mặt tiền đường. Khu vực này là có nhà cửa dân cư kế bên hết nha anh chị. Còn quẹo sang bên góc phải màn hình đó là ra ngoài đường nhựa lớn thì nhà cửa dân cư, quán cà phê, quán ăn đầy đủ ở phía ngoài để phục vụ bà con nông dân canh tác nông nghiệp tại đây. Và Hoàng nhắc lại vị trí là một lần nữa, nằm tại là xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Tổng diện tích đất là gần 406 đất, là 4.600 m² đó anh chị. Hiện trạng sử dụng đất là đất lậu ca, lũ nước còn lại. Vì cái thế đất quá đẹp cũng như là giá siêu rẻ, đường ngon lành thì tất nhiên là đất này Hoàng đã kiểm tra hoạch rồi, không thuộc đất thuộc công trình quy hoạch của nhà nước nha, vẫn là đất quy hoạch đất nông nghiệp. Tuy nhiên là so với cái giá và thế đất lúc nãy Hoàng nói là rất là phù hợp để anh chị có thể mua đầu tư hoặc là mua để trồng cây lập vườn, xây nhà trên đây để giữ đất cho anh chị. Rồi tiếp theo cái hình này sẽ là không kém phần hấp dẫn cho lô đất này. Anh chị thấy trên màn hình của mình đây là sổ đỏ chứ không phải là sổ hồng nha. Chính chủ gốc nhà vườn chưa qua đầu tư, chủ kẹt tiền cho nên là cần bán miếng đất là nguồn thu nhập chính, kinh tác nông nghiệp để có thu nhập nuôi sống gia đình. Cho nên là ra đi luôn để xử lý công việc nha. Và đó là rất là nhiều điều thú vị trong lô đất này nha anh chị. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi qua để quay ranh đất thực tế cho anh chị xem. Hiện tại thì có một chiếc máy cày đang làm đẹp lại mặt bằng miếng đất của mình anh chị. Đất thì so với mặt tiền đường chẳng thấp hơn bao nhiêu cả, chỉ khoảng độ 1-2 tấc thôi anh chị. Thế đất như vậy là ok rồi. Và diện tích là 406 thì hiếm những miếng đất mà có hình dạng vuông các cạnh như thế này lắm anh chị. Nhà cửa dân cư thì kế bên hết. Ngay vị trí cái xe máy đó anh chị, đó là bắt đầu ranh giới đất của mình để qua tới cái nhà hiện tại người ta đang xây hàng rào bên kia. Đấy, anh chị nhìn góc bên phải á, rất là đẹp luôn, mặt bằng đang làm láng lại đấy. Đây, bắt đầu từ đây nè, đi dài qua tới mấy nhà là 40m, dài xuống 110, mặt đất là 40 và dài lên là cũng gần 110m anh chị, để hình thành tổng diện tích là 4.600 m². Khi mà ra cái sơ đồ trích lục mới thì có thể thấp hơn hoặc cao hơn một tí nha anh chị. Đây, cái này dài xuống là 110 nè, mặt tiền là 40 và bây giờ Hoàng sẽ đi cái phần mặt tiền nhà đường cho anh chị xem. Và mặt tiền này chủ báo là có thể hơn 40m luôn anh chị. Sau này ra cái trích lục mới rõ ràng thì mình sẽ thấy được diện tích và ranh giới. Còn hiện trạng bên ngoài như thế này thì bất di bất dịch từ xưa tới giờ rồi. Tới cái mấy nhà anh chị, người ta đang xây hàng rào ha. Từ bên đó và tới những mấy nhà bên đây là 40, dài xuống 110. Nó qua hai cái thửa ruộng phía dưới anh chị. Đó, qua cái người đang đứng luôn. Kéo qua cái hậu là 40, có cái người ta đấy. Và cành nhà lên cũng là 110 nha. Đường xá rất là ngon lành. Đường điện dân sinh nhà nước đi trước đất. Hiện tại đất này là đất đang canh tác lúa nha anh chị. Và đất này là đất xám, thổ nhưỡng cũng khá là tốt, có thể là trồng cây lập vườn, các loại cây ăn trái. Đối diện đất của mình là người ta đang trồng mì nha anh chị. Đó. Ngoài kia là chỉ khoảng độ có 150m thôi là đụng khu dân cư phía ngoài rồi. Từ đất của mình về ngay cái chợ Cao Su thuộc xã Long Giang luôn là khoảng độ 2 cây số nha anh chị. Còn chạy ra đường DT786 bên ngoài liên huyện đó là thêm cây số nữa là 3 cây. Khu vực này thì đầy đủ các trường học, chợ, cây xăng và trạm xá y tế nằm phía ngoài. Nói chung là không thiếu bất cứ thứ gì nha. Đó, Hoàng đang chỉ là cái hậu đất cho anh chị xem. Hiện tại Hoàng đang quay vào lúc là xế chiều 2 đến 3 giờ chị, nắng rất là dữ dội. Mấy ngày nay thì được vài cây mưa nha. Tuy nhiên là vắng lại cái ngày mà Hoàng quay là lại nắng rất là nhiều. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu từ vị trí đất di chuyển ra ngoài cái đường nhựa phía ngoài đó anh chị. Đó là đường nhựa liên xã Long Giang Long Phước để về tới ngã tư Đồn và đi thẳng qua cái xã Ninh Điền của huyện Châu Thành nha. Rồi sau đó Hoàng sẽ chạy về chợ Cao Su cho anh chị xem.
qua cái nhà cấp 4 này là đụng đường nhựa bên ngoài là gì đấy, đối diện của mình là một cái trạm cân ha. Quẹo qua bên phải chạy tiếp tục là thêm cây máy số nữa là sẽ về ngay cái chợ cao su. Và bây giờ thì Hoàng sẽ thông báo cái giá mà ngày hôm nay chủ đang kêu bán toàn bộ đất này với tổng giá trị là 1 tỷ 600 triệu, thì tính ra mỗi mét mặt tiền ngang anh chị là chỉ có 40 triệu một mét thôi, hậu nó đi đến là gần 110 mét, thì anh chị thấy là còn thuê đất nào mà đẹp rẻ như thế này nữa. Đấy, đầy đủ tiện ích, mặt bằng đất rất đẹp, trồng cây lập vườn hoặc là đầu tư, giá chỉ có 40 triệu mét ngang mà hậu đi đến 110, đất vuông vức nha, sổ đỏ chính chủ gốc nhà vườn. Đây là ủy ban nhân dân xã Long Phước anh chị, và hai ba cái trường học rồi trung tâm văn hóa của xã, công an xã nằm tại vị trí này, tiệm cà phê, tạp hóa, quán ăn sáng đầy đủ. Và cái giá tổng hết là 1 tỷ 6, 40 triệu một mét ngang, vẫn còn thương lượng bất lập chính chủ nha. Mọi nhu cầu chi tiết liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139. Hoàng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị cô chú trong video sau về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Xin kính chào.